Khánh hỷ nên biết thiện nam thiện nữ vân vân đó đã từng gieo trồng các căn lành với vô lượng Phật quá khứ, nên đời này có thể làm việc ấy. Thiện nam thiện nữ vân vân nên nghĩ như vậy. Đời trước ta không nghe thanh văn độc giác nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, nhất định là nghe chư Phật nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu ấy. Đời trước ta không gần gũi cúng dường trồng các căn lành đối với thanh văn độc giác, nhất định là ta gần gũi cúng dường trồng các căn lành đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác. Do nhân duyên này nên nay được nghe bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, ưa thích thọ trì đọc tụng thông suốt, tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng nói cho các hữu tình không mệt mỏi. Khánh hỷ nên biết nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào ưa thích nghe bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông suốt, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý đối với pháp nghĩa văn ý của kinh đều thông suốt rõ ràng, tùy thuận theo đó mà tu hành, thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy được thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác của chúng ta. Khánh hỷ nên biết nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào nghe nói tất cả ý nghĩa của bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tin hiểu không hủy báng, không làm trở ngại phá hoại, thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gieo trồng nhiều căn lành với chư Phật, cũng được vô lượng bạn tốt hộ trì. Khánh hỷ nên biết thiện nam thiện nữ vân vân đã gieo trồng các căn lành vào ruộng phước thù thắng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, tuy nhất định sẽ đắc quả thanh văn độc giác Như Lai, nhưng muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng cần phải thông đạt ý nghĩa của bát nhã ba la mật đa thâm sâu không chướng ngại, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu hành bậc đại bồ tát, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoàn toàn viên mãn. Khánh hỷ nên biết nếu đại Bồ Tát có thể thông đạt ý nghĩa thâm sâu của bát nhã ba la mật đa một cách không chướng ngại, tu hành bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng để viên mãn hoàn toàn, mà đại Bồ Tát ấy không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chỉ trụ vào địa vị thanh văn độc giác, thì nhất định cũng khó